Xin chào cô chú chị, em là Điền đây. Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền nha. Hiện tại em đang có mặt ở tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản này là có hơn 1.000 mét vuông một chút xíu, nhưng mà giá bán thì chủ cũng rất là cần tiền rồi. Chỉ có bán là 800 triệu đồng thôi. Là mặt tiền đường hiện hữu của mình là được 10 mét nha cô chú chị. Bây giờ em sẽ quay nè. Thì hiện tại cái mặt tiền đường này là đường đá mới trải, nhà nước trải nha cô chú chị. Đường này hiện hữu. Thì vào phía trong này thì vào có cái một cái nông trại, cái chỗ nông trại. Và vào khu dân cư. Dân cư ở đây thì cũng là khá là thưa. Vào trong này thì đa số là vào trong rẫy ruộng thôi. Phía bên kia thì là ruộng rồi, cánh đồng ruộng rồi ha. Và cái hướng sau lưng của mình đây nè. Đi chút xíu đây là có một cái ngã ba ha, mình rẽ ra đây là mình đi ra được tỉnh lộ 328. Thì từ vị trí bất đức của mình á mà ra 328 thì khoảng là một cây thôi, một cây số. Đức mình thì hiện tại là đức cây lâu năm. Nhưng mà nó có một cái là có một cái đường, con đường quy hoạch nối từ 328 đó, nó đi qua 329. Đó là cầu nối giữa 328 và 329. Và đây lô đất của em Điền muốn giới thiệu này. Đây có diện tích là 10 mét nha. Ngang là 10 mét đây từ ranh mốc này. Đất mình thì ranh mốc rõ ràng rồi. Qua đây này là 10 mét, sâu 119 mét ha. Và ở sau, đằng sau đất mình cũng có một con đường nữa. Đường kia thì ít người đi nên là cái đường nó không được như đạp như cái đường trước này. Ở sau nhà mình thì, sau đất mình thì cũng có nhà đang sinh sống sau đó. Điện đài thì đã vô tới nơi đây rồi ha. Đây. Hiện tại đất mình thì có hơn 1.000 mét vuông chút xíu. 1.000 mét vuông lẻ đó. Thì đất mình đang có hướng là hướng nam ha. Hướng tây nam. Thời điểm bây giờ em đang quay thì đang lúc là 3 giờ chiều. Thì ở đây cũng gió cũng khá là mát mẻ. Em nói cái con đường á, con đường liên xã đó thì nó sẽ phóng dự phóng là nằm giữa đất mình ha. Nếu mà đường nó phóng xong á, nó sẽ chia đôi đất mình ra và mỗi bên là có còn khoảng là 400 mấy chục mét vuông. Bên kia cũng vậy. Thì sau này phóng đường thì tất nhiên là đất mình không cần tách luôn mà vẫn có hai sổ. Hai sổ và mỗi lô thì đều có hai mặt tiền đường luôn. Từ vị trí của em Điền mà ra ngay trung tâm xã Hòa Bình á thì khoảng là 2 đến 3 cây số. Thì gần, cũng tương đối là gần chợ đò thôi. Phía trong khu vực trong này thì tại vì khu dân cư thưa thớt á cô chú chị mình. Cũng ít dân ở đây. Thì xã Hòa Bình thì trước đó xã Hòa Bình đã có xin một cái giấy, xã Hòa Bình mình sẽ lên là thị trấn cô chú chị, lên thị trấn. Thì hiện tại quy hoạch của mình là toàn là quy hoạch đất ở thị trấn rồi. Từ vị trí của em Điền thì đi xuống biển Hồ Tràm thì khoảng là 20 cây số. Còn ra thị trấn Phước Bủ thì khoảng là 10 cây số thôi. 10 cây. Xã Hòa Bình sẽ tới xã Phước Tân xong tới sẽ tới thị trấn Phước Bủ. Thị trấn Phước Bủ mình sẽ đi xuống Hồ Tràm đó cô chú chị. Từ Sài Gòn mà cô chú chị về đây thì cũng mất khoảng là 2 tiếng rưỡi đi đường cao tốc. Thì bất động sản này á thì cô chú chị về đây thì khoảng 2 tiếng rưỡi thì đi về, cô chú chị mình có thể đi về trong ngày được. Thí dụ cô chú anh chị mua về sử dụng để mà mục đích là trồng cây rồi làm cái nhà nhỏ nhỏ nghỉ dưỡng này kia đó. Rồi có thể mình đầu tư để lâu dài được cô chú chị. Tại vì có con đường dự phóng ngang qua đất mình này. Để mà tới cái thời điểm mà phóng đường thì bất động sản này sẽ rất là tuyệt vời luôn. Hiện tại giá thì chỉ có 800 triệu đồng thôi mà có thương lượng nữa cô chú chị mình. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ em nha. Rồi em Điền sẽ xin dừng clip tại đây. Rồi hẹn cô chú chị mình gặp lại clip sau nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.